Phi Thanh Vân vui vẻ nô đùa cùng con trai giữa Tam Bảo đấu tố với chồng cũ. Nữ diễn viên Phi Thanh Vân xuất hiện cùng con trai giữa trung tâm thương mại sau cuộc cãi vã trên mạng xã hội với chồng cũ. Những ngày gần đây, Phi Thanh Vân và chồng cũ liên tiếp tung ra những bằng chứng tố nhau sau khi tiết lộ thông tin sẽ ly dị. Trải qua nhiều sóng gió, cặp đôi này cuối cùng cũng đường ai nấy đi. Chồng trẻ Bảo Duy tuyên bố không lấy bất cứ tài sản nào để chứng minh đây không phải là cuộc hôn nhân vụ lợi. Tuy nhiên, những hình ảnh đập phá tố cáo lẫn nhau khiến công chúng khá bất ngờ và hoang mang vì trước đó, Phi Thanh Vân và chồng chung sống khá hạnh phúc. Giữa những lùm xùm chưa đi đến hồi kết, mới đây, nữ diễn viên cô gái xấu xí bất ngờ lộ diện tại một trung tâm thương mại vui vẻ đùa giỡn cùng cậu con trai của mình. Thời gian qua, công chúng có phần bất ngờ trước thông tin người đẹp sẽ ly dị với chồng cũ. Cả hai liên tục tố nhau trên mạng xã hội. Chồng trẻ Bảo Duy từng đột nhập vào nhà đe dọa và cướp con. Phi Thanh Vân khá bình thản trước mọi chuyện. Cô vẫn thoải mái livestream chia sẻ cuộc sống của mình với người hâm mộ. Cậu con trai này là kết quả của cuộc hôn nhân giữa Phi Thanh Vân và Bảo Duy. Người đẹp từng nhiều lần sảy thai do gặp phải áp lực công việc. Phi Thanh Vân dành rất nhiều tình cảm và thời gian cho con trai. Từ khi có con, người đẹp hạn chế xuất hiện trước công chúng trong vai trò nghệ sĩ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!